Hi, honey. Hi, beautiful. Open. Pork chop. Smell good. How good? My honey made them? Awesome. I'm just cooking. Anh Thắng đi nấu cơm. Nha, đi nấu cơm. Sáu người ăn cái nồi bao lớn. Mình trở về đây mình sống, mình khỏi cần đi làm, mình ở như vậy thôi cũng được. Vậy tiền đâu trả thèm tiền đâu mà mua đồ ăn. Đâu có phi đâu. Nếu mà ở được như vậy mình sống chắc 180 tuổi được không ta? Không có thêm cái cổ. Tôi đang bị thay bị thăm hè, lưu tay đi. Rồi á. Awesome. Thấy không, cà cũng ở nhà trồng, dưa leo mua. Ở đây hả? Mình làm chậu, mình mua đất, mình bỏ vô. Đây làm lon cũng khó. Tôi ở cây ngộ quá.